Chào các bạn nha, đây là cô là bồ của huyện Lâm Hà nha các bạn. Các cô này rất là giỏi vơ. Tự mày mò hát nhưng mà rất là đánh giỏi nha, ai cũng biết đánh đàn nha. Đây là cô này là cô chủ nhà là cô tên gì không biết quên rồi. Đây cô Tiệp. Cô này cô gì đây, cô tên gì cô? Cô Mau. Cô Mau, còn đây là cô gì đây? Cô Kiên. Nhưng mà cô là bồ mình có bao nhiêu người, hôm nay mới có 3 người đây này. Nhưng mà ai cũng biết đàn tính nha, không phải là thường đâu. Hát bài gì nữa đi cô. Bài này là Hội Xuân Ước Hẹn theo làn điệu Bắc Cạn. Giống bài Lập Xuân đấy. Thank you.
còn mấy mấy người này ha, còn